Hello, một bài tập yoga dành cho làn da trắng tráng, bạn có muốn không? Đôi khi mùa hè sắp đến rồi làm cho da của bạn trở nên xỉn màu hơn, hay là những chuyến đi biển, rồi đôi khi khói bụi môi trường làm cho da của bạn bị sạm nắng. Vậy thì làm thế nào để có thể lưu thông được khí huyết giúp cho da của bạn trở nên sáng hồng, đẹp rạng người và tự nhiên? Sau đây là một bài tập yoga giúp cho bạn có thể cải thiện được một chút phần này ha. Nhưng chú ý này, chúng ta tập để tích lũy từng ngày chứ không phải là tập xong cái có hiệu quả ngay. Nào, bây giờ cùng thử thách xem ai sẽ là người kiên trì và có được điều này bạn nhé. Trước tiên, cùng trở về thảm và luyện tập với Tuệ Giang nào. Để có thể có làn da trắng sáng đẹp rạng người thì chúng ta cần phải đưa máu về não, giúp cho mình có thể đưa khí, đưa máu huyết lưu thông toàn bộ cơ thể, đặc biệt là trên khuôn mặt của mình. Và đầu tiên thì Giang muốn các bạn trở về trong tư thế ngồi kim cương. Hít vào thì bạn vươn hai cánh tay đẩy hông nâng lên. Và thở ra bạn bước chân trái trở về phía trước, sau đó chống 10 đầu ngón tay xuống thảm. Chậm rãi thở hết ra bạn đẩy hông ra phía sau, duỗi ngực ra phía trước cho Giang. Vươn dài cơ thể nào. Rồi từ đây hít thở đều bạn giữ. Khép cằm thu về cổ, thả lỏng đỉnh đầu, cảm nhận vùng gáy được kéo giãn ra. Rồi, cảm nhận vùng lưng được kéo giãn ra. Sau đó hít vào bạn từ từ hạ chìm hông, trượt dài chân, vươn cằm, vươn ngực. Tốt. Từ từ thở ra bạn chống ức bàn chân phải, nâng gối phải, đạp gót chân ra, duỗi thẳng cơ thể. Nhẹ nhàng xoay vai, hướng hai tay về phía trước, di chuyển hai tay. Rồi, từ đây, hít vào một hơi thật sâu, bạn từ từ khép hai chân lại. Và thở ra, chúng ta trùng hai cùi trỏ, gập thân người xuống. Sau đó, hít vào một hơi bạn nâng nửa thân người lên. Thở ra tiếp tục trùng cùi trỏ, gập thân người, thả lỏng đỉnh đầu. Một lần nữa, hít sâu, bạn nâng nửa thân người lên nào. Và thở ra, gập thân người xuống, thả lỏng. Từ đây hít vào bạn nâng nửa thân người. Thở ra bạn xoay người sang bên phải, tiếp tục xoay người ha. Rồi, tiếp tục hạ chìm khớp háng xuống. Rồi duỗi dài các đốt sống, đạp gót chân trái ra phía sau cho rằng đạp ra phía sau. Hít vào một hơi tại đây bạn vươn ngực, đẩy căng các đốt sống. Và thở ra bạn khép cằm thu về cổ, thả lỏng đỉnh đầu. Chậm rãi hít thật sâu, bạn vươn ngực, vươn cằm. Và thở ra, bạn bước chân trái trở về cùng chân phải. Thở hết ra, bạn trùng hai gối, hai tay nắm cùi trỏ của nhau, thả lỏng đỉnh đầu cho Giang. Từ đây bạn xoay người sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, sang trái, sang phải, thả lỏng ha. Hít vào bạn trở về giữa, tách hai tay, đặt hai bên cổ chân. Từ từ bạn nâng nửa thân người lên. Hơi trùng gối, duỗi ngực, khép cằm. Vai mở, ngực mở. Lưng duỗi dài và hơi quặn xương cột hướng lên trên. Thở ra bạn tiếp tục gập thân người xuống. Thả lỏng đỉnh đầu. Rồi chú ý nhá. Chúng ta hay có cái hiện tượng là dụ nâng lên như này, xong rồi gù cái lưng như này. Thì chúng ta phải nâng nhá. Thì chúng ta nâng từ đây, rồi duỗi cái hông ra, được không? Duỗi ra, duỗi ngực ra, đó, như này, đó. Rồi thở hết ra thì bạn gập thân người xuống như này. Rồi, tiếp tục hít vào bạn nâng nửa thân người lên. Tiếp tục này, duỗi dài lưng ra, mềm vai xuống. Đừng gù này ha, mở nó ra. Thở ra gập sâu. Thả lỏng tay, thả lỏng vai. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi từ từ tách hai tay, hít vào bạn nâng nửa thân người. Rồi trùng gối thở ra này, bạn hạ mông hướng xuống thảm. Và chúng ta trở về trong tư thế nằm. Chúng ta bước sang tư thế cái cầy ha. Hạ lưng của bạn xuống thảm cho Giang. Rồi, co hai gối của bạn lại. Hai tay úp xuống thảm. Nhúc nhích vai, lưng và hông. Từ đây co hai gối nâng lên. Hít vào bạn nâng chân, duỗi gối. Thở ra nào, đưa hai tay đặt ở hông này. Chúng ta sẽ từ từ bật người này, nâng hông lên này. Được không?
rồi có thể hạ được cái bàn chân xuống thì bạn sẽ hạ xuống như này, hoặc là bạn đẩy ức bàn chân hạ xuống như này. Đó. Hít thở đều, bạn giữ ở đây cho Giang. 5 4 3 hoặc là căng hơn nha. 2 1 rồi từ đây trùng gối này. Hít vào, bạn từ từ hạ người xuống. Chậm thôi. Và thở ra, hạ chân hướng xuống thảm. Thở hết ra. Chúng ta duỗi gối rồi hạ chân xuống nào. Hai tay của bạn nâng lên như này, hai cùi chỏ kẹp sát lại. Bắt đầu nhấn lực về bàn tay, chúng ta hít vào, nâng ngực lên này. Thở ra này, thả lỏng đỉnh đầu. Đó. Rồi hít vào thì trở lại, và thở ra bạn thả lỏng. Thì đây có thể bạn cảm thấy khó thì bỏ qua, chúng ta làm theo sức của mình thôi. Rồi, lần thứ hai nào. Hai tay xuôi theo thân. Hít vào một hơi thật sâu, bạn co gối nào. Nâng lên. Thở ra duỗi gối nào. Đạp gót chân. Rồi nhấn lực về bàn tay, hít vào một hơi tại đây. Nâng hông lên, đẩy hông. Và thở ra nào. Đẩy toàn bộ cái phần chân hướng về sàn. Rồi, hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5. Có thể đạp gót nha. 4 3 2 1 Chậm rãi hít vào, trùng gối. Thở ra chậm rãi nào. Thả lỏng này, đỡ tay ha. Chậm thôi. Rồi từ từ hạ người xuống. Chú ý là đầu của chúng ta không nâng lên khỏi thảm ha. Chúng ta sẽ phải dùng toàn bộ vùng cơ của mình. Cơ bụng và cơ đùi sẽ được tác động sâu. Rồi tiếp tục duỗi ra. Một lần nữa ha. Tay xuôi theo thân. Hít vào, bạn co hai gối lên nào. Thở ra duỗi gối. Rồi thở hết ra nào, bật thân người lên nào. Nâng hông lên. Rồi khép tay về. Đúng rồi, đỡ hông nha. Di chuyển chân nào. Rồi đẩy căng bàn chân ra. Đẩy căng duỗi gối ra. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Rồi hít thật sâu, bạn trùng gối. Từ từ thở ra nào. Chậm nha. Hạ từng đốt sống hướng xuống thảm, chậm thôi. Lúc này chúng ta sẽ phải từ từ và không nâng cái đầu lên, sau đó hạ chân xuống. Và bài tập này nếu như mà bạn đang có vấn đề về các đốt sống cổ thì chúng ta sẽ tránh làm ha. Chúng ta sẽ chỉ nâng lên đến đây thôi, chúng ta không gập, đúng không? Nó sẽ không tốt cho đốt sống cổ. Đó, còn nếu mà mình bình thường thì mình cứ tập bình thường thôi, không sao cả. Rồi, một bài tập nữa rất là tuyệt vời. Bây giờ bạn có thể nghiêng người sang một bên nào. Rồi, chúng ta sẽ trở về một bài tập khác cũng rất là tốt cho toàn bộ khuôn mặt của bạn, giúp cho bạn có một thần thái tuyệt vời hơn. Rồi, bây giờ như thế này. Hai tay của bạn sẽ đặt ở phía trước. Đầu gối như thế này, khoảng một bàn tay. Đó, đo bàn tay nha, như này. Rồi, hai cùi chỏ của bạn đặt ở trên gối như này. Rồi, xòe rộng các ngón tay. Hít vào, bạn nâng cùi chỏ tay lên này. Thở ra chống ức bàn chân này. Nâng gối này, đẩy mông hướng lên bầu trời này. Đó, và tư thế này là một tư thế đảo ngược. Nó giống như là một tư thế chữ V ngược ấy. Nhưng mà chữ V ngược ở đây nó rất là ngắn và nó rất là nhọn. Để nó giúp cho bạn rất là an toàn. Rồi từ đây này, bạn hạ từng gót chân xuống cho Giang. Và bạn sẽ cảm thấy nó không bị căng quá, được không? Đó, bạn đi bộ tại chỗ nhé. Và lắc cằm qua trái và qua phải. Xoay cằm qua trái và qua phải. Rồi để cảm nhận cái sự thư giãn. Và trong cái giai đoạn mà bạn đi nó ở cái tốc độ mà nó ngắn ấy, khoảng cách nó ngắn ấy, bạn sẽ thấy nó rất là thoải mái vì cái đỉnh mông nó được nhọn lên đó, và máu được đưa về não rất là tuyệt vời. Từ đây hít vào, bạn trùng hai gối, và thở ra bạn hạ hai đầu gối xuống thảm, duỗi hai mũi chân, thở hết ra nào, vươn dài các đốt sống lưng, gập thân người hướng xuống thảm, thả lỏng vai, hạ trán mũi xuống thảm, hít thở điều hòa đây cho Giang. Sau một vài nhịp thở, chậm rãi hít vào, bạn thu hai tay về gần gối. Nâng thân người lên. Và thở ra, bạn thả lỏng hai tay. Bây giờ chúng ta sẽ trở về hơi thở. Hơi thở âm mờ. Hơi thở này sẽ giúp cho bạn có thể giúp cho toàn bộ tâm trí được thư giãn.
toàn bộ cơ thể của bạn được thả lỏng và đặc biệt bạn sẽ nghe thấy âm thanh sóng não của chính mình. Bài tập này cũng giúp cho bạn có được một thần thái tuyệt vời. Nào, bây giờ chúng ta cùng thực hành nha. Hai ngón cái bạn đặt ở tai, bốn ngón còn lại bạn đặt ở mắt, bịt mắt lại nhưng mà chúng ta làm nhẹ thôi ha. Hít vào thì bằng mũi và thở ra thì chúng ta ngân ra bằng âm M, ngân dài được không? Rồi, ngón tay cái bịt lỗ tai nào. Bịt mắt lại. Hít vào thật sâu bằng mũi. Lần hai, hít sâu. Lần ba, hít sâu. Hít thở điều hòa. Từ từ bạn thả lỏng hai tay trên gối, vẫn khép đôi mắt, thả lỏng hai bờ vai, thả lỏng gương mặt. Cảm nhận nguồn năng lượng lúc này. Cảm nhận khuôn mặt của bạn, sự rạng ngời. Cảm nhận sự thả lỏng, thư thái từ thần thái, cùng toàn bộ cơ thể. Chậm rãi hít vào một hơi thật sâu. Và từ từ thở ra thật chậm, thật chậm. Lần hai, hít vào một hơi thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra đây nào. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm bạn thở hết ra đi nào. Từ đây, bạn hít thở điều hòa, khẽ mở đôi mắt, hai tay chắp lại phía trước ngực. Chúc mừng bạn đã luyện tập cùng với Thuệ Giang và bài tập này vô cùng tuyệt vời đúng không bạn? Hãy để lại cảm giác thú vị nhất của bạn sau bài tập này để ghi nhớ và những thời gian bạn đã luyện tập. Và nhớ lưu lại, chia sẻ tới những người xung quanh. Thuệ Giang hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Namaste. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.